yêu em thầm ngàn. Yêu em rộn ràng, yêu em ấm nàng, yêu em chứa chan. Tôi quay lại, tôi nói là tôi bỏ yêu em. Tự nhiên tôi quay lại, tôi thấy tôi ăn đến từng lần. Trời ơi, em tôi đi sao, em chẳng có một đây thì là quá bất ngờ vậy. Thật ra tôi đã có quyết định, tôi sẽ không yêu em này nữa. Yeah. Tôi cùng với anh sao rồi? Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển bao. Tôi yêu mặt chim và áo trắng, yêu trăng sáng đầy thắm. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặt chim và áo trắng, yêu trăng sáng ngày nằm. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em thầm ngàn. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng. Yêu em không nào, yêu em chưa chẳng. Chẳng lẽ ở cái Eden Center này không còn em nào đẹp hơn hai em này nữa ha? Nói cho cảm ơn hai em nhiều lắm nha. Hai em đã làm cho không khí thêm bần sôi động đó. Ở Cali, dạ. Ở thêm em này nữa ha. Ờ, em này thì quá thương luôn. Em này thì quá thương luôn nè. À, bây giờ anh Dũng sẽ gửi đến quý vị một bài hát nhẹ nhàng hơn một tí. Chắc là đi qua cái loa, thấy không ạ? Tôi sẽ không đi qua đi lại cái loa nữa. Nãy giờ nó bị hú. À, mời quý vị thưởng thức một bài hát của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. À, đây phải nói là lần đầu tiên anh Dũng về cái khu Eden này hát ở ngoài trời như thế này. Từ trước tới đây về DC nhiều, nhưng mà hát những cái chương trình ở trong rạp. Đây là lần đầu tiên mà hát gần gũi với mọi người như vậy nè. Thật ra nó có cái xúc cảm rất là đặc biệt, rất là lạ. À, với lại cái không khí ngày hôm nay nó vui như thế này. Mọi người đông đảo rồi đi ăn, đi uống ở trong cái khu này. Nó tạo nên một cái cảm giác rất là đặc biệt thưa quý vị. Và nhất là ngày hôm nay là ngày lễ Phục sinh nữa. Một lần nữa thì xin cầu chúc quý vị những ngày lễ thật là hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì cũng không quên ủng hộ cho Teletron, để Teletron có những cái chương trình như thế này để gửi cho tất cả mọi quý vị ở gần xa. Bây giờ thì một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quảng Nam tặng đến tất cả quý vị 20 năm tình cũ. Bao nhiêu năm gặp lại, nụ cười héo trên môi. Bao nhiêu năm tình cảm tìm nhau đã mòn hơi. Bao nhiêu năm một lần mình nhìn nhau trời vơi. Bao nhiêu năm một lần còn trăng mắt em say. Sao nghe như dòng lệ trời quanh tháng ngày trôi. Sao nghe như hơi thở ngọt ngào lòng thương ơi. Em ơi, mây bay bao lần rồi, mây bay bao lần trời. Bao yêu thương ngày đầu tình yêu
vẫn còn đây. Bao nhiêu năm qua rồi mưa rơi trên đường này, cơn mê thêm dạ rời, tim đau không ngừng nhịp. Hai mươi năm qua rồi, dòng đời vẫn chưa đúng, con tim chưa nhịp thở. Hôm nay anh yêu nhau bao nhiêu năm qua rồi, tình còn trang giấy mơ. Mây bay bao năm rồi, mây bay hát từ trời, bao yêu thương ngày đầu, tình yêu vẫn còn đây. Bao nhiêu năm qua rồi, mưa rơi trên phương này, cơn mê thêm già rời, tim đau không ngừng nhịp. Hai mươi năm còn chẳng bắt em say, sao mê như dòng lệ trời quanh hát ngày chung. Sao nghe như hơi thở đàn nào lòng thơ mơ. Em ơi, mây bay bao năm rồi, mây bay hai phương trời, bao yêu thương ngày đầu, tình yêu vẫn còn đây. Bao nhiêu năm trong đời, mưa rơi riêng phương này, cơn mê thêm xa rời, tim đau không ngừng nhịp. Hai mươi năm gặp lại, dòng đời vẫn chưa đôi, con tim chút nhịp mở, hôm nay ấy yêu nhau. Bao nhiêu năm qua rồi, tình còn chẳng dây mơ. Cảm ơn quý vị. Nghe được không ạ? Quý vị muốn nghe nhạc nhạc buồn giống vậy hay là muốn nghe nhạc vui? Vui hả? Dạ. Rồi trời. Mấy bác mấy bác không thích buồn, chỉ thích nghe nhạc vui thôi. Trời. Càng vui càng sướng phải không? Dạ. Rồi, vậy thì con xin tặng các bác là bài ghét nha, ghét. Ai mà nhảy đẹp thì mới ra nhảy nha, mà đứng sàng sàng vậy là không cho nha. Nhất mà đưa cái phao câu vô khán giả là không chịu đâu. Đưa vô đây thì được. Đừng tham chiều nay.
viên đàn người. Tôi mong mùa thơ mùa đơn hoa mà con thường xin cha bay xa, chẳng làm người kia người qua lại dấu đất khách là qua. Có nghĩa là yêu quá mà tôi có nghĩa là ghen quá đi mất rồi. Là kia là cô, là tất cả, là tất cả, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ đang làm lọc hát phải không? Thưa quý vị, anh Dũng anh ấy làm rất là nhiều người ghen. Hai cái ông cầm bia lên là ông ghen với em á, phải không? Đáng lẽ là ông ấy ngồi yên, nhưng mà ông thấy anh Dũng vừa hát hay, vừa đẹp trai, vừa nhảy giỏi, phải không anh? Em biết sao là anh làm lọc ngày hôm nay đó, toàn là nam ca sĩ không hả? Hai ông tới đây đến hai ông coi tử ca sĩ. Tới cái phút này mà ông không đợi được nữa, mà ông thấy anh Dũng ra, ông tưởng lộn là nữ ca sĩ. Ông biết tại sao ngày hôm nay mà nam ca sĩ đông hơn nữ ca sĩ không? Dạ sao cơ? Em nhìn thấy khán giả, đàn ông hay phụ nữ nhiều? Dạ toàn là quý cụ bà không vậy. Em là nói không được. Toàn là những người dưới 70 tuổi cả. Những người cách đây 35 là những người đẹp đúng không ạ? Đúng như vậy. Vâng, thưa quý vị, nam ca sĩ anh Dũng và anh em chúng tôi cũng như là quý vị khán giả vui quá, cho nên chúng ta nhiều khi hơi quá lời, hay là cũng như các anh lên đây đó, tại vì thế này, sở dĩ mà không dám để các anh ở trên này uống bia là tại vì hình ảnh chúng ta là khán giả của Hoa Thị Đốn, mà video thì họ quay đi khắp thế giới nha, thành ra các anh thông cảm cho. Dạ vâng, mình vui nhưng mà mình cũng control một chút nhé. Rồi, got it. Và thưa quý vị, như chúng tôi thưa cùng quý vị lúc nãy, ngày hôm nay trong đại nhạc hội Hoa Anh Đào của Hoa Thị Đốn, Teletron mang rất nhiều những cái sản phẩm đặc biệt đến với quý vị. Và chúng tôi một lần nữa lại xin một số quý vị vừa đến đây, chúng tôi xin anh mời anh Uy Nguyễn là Tổng Giám Đốc lại trở lại với chúng ta. Mời anh Uy Nguyễn. Liên tục trong 3 ngày, quý vị sẽ ngày hôm nay thì như là anh Dũng nói, vâng,
mời Uy Nguyễn trước để chào một chút quý vị khán giả. Từ tôi nhận thấy từ Philadelphia này, Boston. Dạ, cảm ơn. Dạ, tôi đúng anh, cảm ơn quý vị từ Boston cũng đã mua sắm rất là nhiều. Từ sáng đến giờ ở New York, ở Philadelphia và có mấy khách cũng đang ở New Jersey cũng đang mua hàng ở trong đó rất là nhiều. Ghé massage rồi nệm, rồi đến những cái giường trị liệu cũng như từ Ohio, từ North Carolina, South Carolina, Florida và nhiều quý vị cũng đang mua sắm ở trong rất là nhiều. Và đặc biệt nhất là ở vùng DC của chúng ta, từ DC, Virginia cũng như Maryland cũng rất là đông quý vị đã mua sắm trong ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị, nhiều quý vị nói là chưa bao giờ biết Telegram. Tại vì đến ngày hôm nay, tại vì đến tham dự cái hoa anh đào và sẵn ghé Eden Center muốn biết cho nên muốn mua sắm cho nên rất là thích, đã đi là đi mua chung một gia đình, là đi bạn bè rủ đi chung với nhau 2-3 cái ghế cùng một lúc, hoặc là 2-3 tấm nệm cùng một lúc. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay cái sản phẩm mà các cô các chị cũng hỏi nhiều đó là cái mặt nạ mà do tài tử Liên Minh Hô giới thiệu. Cái sản phẩm này nếu quý vị coi phim Đại Hàng thì biết cái người tài tử mà rất là đẹp trai được quý vị yêu mến đó là Liên Minh Hô. Và cái mặt nạ mà Sell Return mà được FDA của Hoa Kỳ approve, được gọi là Medical Device, sản phẩm đó giá là 2.800. Trong ngày hôm nay những khách hàng đến trước sẽ mua với giá là 1.899 đồng mà thôi, giúp da mặt mình nó mịn màng hơn, trẻ trung hơn từ cái mặt đến cái cổ. Và hiện bây giờ đang sale đặc biệt cho những khách hàng ngay từ bây giờ có đến với những chi nhánh của Teledon. Nếu quý vị đang coi qua livestream hoặc ở đây có thể vào bên trong, và cái giá hiện bây giờ hãng cho sale với cái giá là 1.899 đồng, thì quý vị có thể vào bên trong để làm giấy tờ vì cái giá này nó không có được lâu thưa anh. Tại sao cậu lại bán cho tôi 2.300 mà bây giờ là 1.899 là thế nào? Hôm trước là 2.350 đồng. Và event ngày hôm nay thì hãng cho cái giá này tại vì mình không có biết được hãng. Okay. Nhưng mà chỉ có 3 ngày thôi. Còn nếu sau này quý vị phải mua với cái giá là 2.350 đồng thay vì 2.800, nhưng mà ngày hôm nay là 1.899 đồng. Thì mỗi đợt thì hãng cho cái đó, giống như anh thấy cái giường trị liệu đó, bây giờ hãng đang cho, chỉ có tại xin cáo lỗi quý vị là nếu quý vị đang coi con livestream thì mình mua cái giường trị liệu massage nhiệt, để duy nhắc quý vị là với giá 8.000 đang sale là 5.999 đồng. Tất cả chi nhánh của Teletron trên toàn Hoa Kỳ đều mua được cái giá đó, nhưng mà riêng khách hàng mua tại DC mới được 10 khách hàng đầu tiên được tặng cái set mỹ phẩm trị giá $500 đó. Dạ vâng. Chứ còn ở chi nhánh khác xin cáo lỗi quý vị là không bán được, tại vì hãng không cho điều đó. Chỉ có tại DC. Dạ vâng. Dạ, cho nên quý vị hãy nhớ là chúng ta đang coi qua livestream hoặc quý vị đang ở đây thì chỉ có 10 người đầu tiên được tặng một cái set mỹ phẩm trị giá $500 ngay từ bây giờ khi quý vị mua cái giường trị liệu massage nhiệt Master V6. Quý vị nhớ là cái mẫu mã mới nhất, cái mẫu trước đây là V3 và V4, bây giờ là V6, là V6. Cho nên đây là cái sản phẩm mà được FDA Hoa Kỳ approve gọi là Medical Device. Thì quý vị có thể vào bên trong để làm giấy tờ vì giá rất là rẻ và chúng ta đang có sản phẩm này. Và riêng ở tại DC mình quý vị hỏi rất là nhiều, đó là cái tấm thảm đá nhiệt thưa anh. Dạ, để mình lốt, mình nằm ở nhà nó, thưa quý vị, trên cái tấm nệm của mình nó đỡ đau lưng, nó đỡ mệt mỏi, dễ ngủ và nó giữ cái là trời lạnh này nữa, trời lạnh cái giữ thân nhiệt mà nó ấm nó, thưa quý vị. Giá 1.200, sale là 1.000 đồng, riêng ngay từ bây giờ những khách hàng vào trước sẽ mua với giá là 699 đồng. Made in Korea, cái sản phẩm này 1.000 đồng cũng không có hàng, 1.200 cũng không có, mà ngày hôm nay quý vị được mua với giá là 699 đồng cho tấm thảm đá nhiệt của Đại Hàn của hãng Kilogem. Thì có thể vào bên trong làm giấy tờ trước khi sản phẩm này sold out. Và nhiều quý vị hỏi cái nãy giờ cũng muốn mua cái tấm nệm Lamborghini thì bây giờ thì còn, nhưng mà riêng cái sản phẩm nệm gọi là Smart Matrix là loại 22.000 đó, tức là quý vị ở Boston mua đó phải không? Dạ, thì cả hai cái ở Boston, cả New York, cả hai cái đúng hai bộ thôi đã sold out rồi, bây giờ quý vị muốn mua cũng không có nữa. Cho nên quý vị hãy có thể những cái sản phẩm mà high end thì hãng chọn rất là giới hạn, hoặc là chiếc ghế 17.000 trong ngày hôm nay có những cái món quà mà bất ngờ, quý vị có thể vào bên trong để coi qua. Hoặc là ngày hôm nay chiếc ghế massage của Nhật được làm từ Nhật của hãng Koyo chỉ có thưa anh 5.999 đồng. Thì không có lý do gì chúng ta mua sản phẩm made in China và những cái hiệu không danh tiếng, thì ngày hôm nay quý vị vào bên trong một lần nữa 5.999 đồng made in Japan, cũng như cái nệm cứng chống đau lưng 20 năm warranty của Italy chỉ có 4.500 thay vì 7.000. Hoặc là cái nồi cơm điện, quý vị nhớ mỗi khách hàng chỉ mua được một cái chỉ có 99 đồng mà thôi, 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật, thay vì quý vị tính bất cứ mọi nơi ở chung quanh đây không có nơi nào bán dưới 200 đồng. Nhưng quý vị mua Teletron chỉ dành cho mỗi khách hàng một cái
99 đồng và nhiều sản phẩm khác. Thưa quý vị, quý vị đi vào bên trong để coi qua, chúng ta có một cái chương trình đặc biệt, và nhất là những cái sản phẩm mới mà được giới thiệu cho quý vị vừa nói đó, là cái máy để làm deepfake giúp cho cái da mặt mình nó mịn màng trẻ trung, của nổi tiếng của bà Israel, tức là của Do Thái. Thưa anh, đó là đầu tiên chúng ta giới thiệu ở tất cả mọi nơi luôn, bây giờ đi chi luôn. Thưa anh, đây là cái sản phẩm mới nhất mà được khoa học gia nổi tiếng mà đoạt giải Nobel, thưa quý vị, và là sáng chế phát minh và được nghiên cứu phát triển từ những trường đại học y khoa hàng đầu thế giới như Yale University, Harvard University, John Hopkins, cũng như công ty không gian NASA của Hoa Kỳ. Và sản phẩm này do được tài trợ và được do tất cả những gọi là Miss Universal, tức là những hoa hậu hoàn vũ của Mỹ sử dụng, thưa anh. Wow. Yeah. Và cái bây giờ là bán, khi là bán bây giờ đang sale là 2.799 đồng và có quà tặng, cho nên quý vị có thể vào bên trong để làm giấy tờ trước khi 50 khách hàng đầu tiên, thưa anh và tất cả quý vị. Rồi, vâng. Một lần nữa cảm ơn anh Huy, và cũng không quên nhắc với quý vị là quý vị nhìn thấy tất cả các ca sĩ, ngày mai quý vị có thể gặp Nguyễn Hồng Nhung, đặc biệt là nữ ca sĩ Lê Uyên. Các vị còn nhớ là đây là người bạn đời của anh Lê Uyên Phương, là ngày mai lần đầu tiên chỉ xuất hiện với Teletron và tại Eden này vào ngày mai. Dạ, và còn nhiều nhiều ca nghệ sĩ liên tục trong 3 ngày. Thưa quý vị, có thể nhói gia đình, bạn bè, người thân cùng đến ngày hôm nay đến tới 8, 9 giờ tối và ngày mai, ngày mốt cũng như vậy. Trong 3 ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai, tất cả ca nghệ sĩ nổi tiếng tại Hải Ngoại sẽ hát cho quý vị nghe, cùng tham dự chương trình nhạc hội Hoa Anh Đào. Xin cảm ơn quý vị, và chúng ta mời quý vị nghỉ giải lao một chút xíu. Còn anh em, quý vị thấy ban nhạc có hay không thưa quý vị? Dạ, cảm ơn. Đã đem là hai cặp gọi là song nghĩa, thưa quý vị. Đó là Hoàng Nghĩa, tức là gọi là Nghĩa Sữa. Và thứ hai, quý vị đã nghe nói 10 ngón tay vàng, đó là nhạc sĩ Trung Nghĩa, cũng đều có mặt trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và mời quý vị tiếp tục thưởng thức chương trình. Và sau đây chúng ta nghỉ một chút xíu để quý vị có thể mua sắm. Rồi chúng ta sẽ trở lại chương trình kế tiếp với nhiều ca nghệ sĩ lần lượt. Quý vị vào bên trong để chụp hình với ca nghệ sĩ. Thế như là Trương Quốc Huy cũng đang làm. Trương Quốc Huy đang livestream với Trần Dận Phong, rồi Nguyễn Tiến Dũng, Nam Quang và tất cả ca nghệ sĩ sẽ chụp hình với quý vị, cùng tham dự có những cái lời chia sẻ với nhau cho vui trong ngày hôm nay, ngày mai và ngày thứ hai. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn Huy, và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị. Gặp lại quý vị trong ít phút nữa nhé. Dạ, cảm ơn quý vị. Hồng Đào xin mời quý vị ghé đến công ty điện tử Teletron để sắm sửa nha. Mau mau lên nào, mình la lên xe nè, chở ông bà, bố mẹ ghé đến Teletron. Mình vừa mua sắm, lại còn được xem một chương trình văn nghệ đặc sắc nữa. Hồng Đào trân trọng kính mời. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội Hoa Anh Đào hoàn toàn miễn phí, được tổ chức tại Teletron Event Center, Washington DC. Trong suốt 3 ngày, thứ Bảy 30 tháng 3, Chủ nhật 31 tháng 3 và thứ Hai 1 tháng 4, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Hoàng Nhung, Trịnh Lâm, Nguyễn Hồng Nhung, Andy Quách, Hồ Lệ Thu, Thiên Tùng, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Gia Huy, Hoàng Nhất, Tuấn Quỳnh, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Văn Châu, Anh Dũng, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội, Cao Hồng Sâm 6 tuổi, cô đặt 4 lọ Made in Korea, sale chỉ 75 đồng, đồ cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Hương Thủy chào tất cả quý vị. Chia sẻ với quý vị là em tin tưởng Teletron là tại chị em cũng xài nhiều từ đồ gia dụng trong nhà cũng như là những cái ghế nệm hay là cái ghế massage đó. Thì cho nên là em đã tin tưởng rồi đó. Thì mình đi shopping ở đâu chi nữa. Miễn mình thiếu cái gì thì mình mua của Teletron, vừa tin tưởng và cũng vừa ủng hộ người Việt Nam của mình. Hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tại Teletron trong chương trình The Best for Less, những sản phẩm tốt nhất được bán với giá rẻ nhất. Ghế massage Koyo Made in Japan 3 năm warranty, giá 8.000, sale 5.999 đồng. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Platinum MD Made in Korea do tài tử Lee Min Ho Hàn Quốc giới thiệu, giá 2.800, sale 1.899 đồng. Nón mọc tóc Made in Korea, giá 2.500, sale 1.599. Ghế massage Shinka JP 1100 Made in Japan 5 năm warranty, giá 10.000, sale 7.999 đồng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Ngọc Nữ và Trang Ngọc Hà cũng như tất cả những anh chị em nghệ sĩ sẽ mong tất cả quý vị chúng ta cùng nhau xem những sản phẩm mới của công ty Teletron với những chương trình giảm giá rất là đặc biệt. Nệm cứng chống đau lưng Virtuoso Elegant của hãng Magniflex 100% Made in Italy, làm từ lông cừu, lông lạc đà và các chất liệu thiên nhiên, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, 20 năm warranty, giá 9.000 bớt 3.000 đồng. Thảm đá nhiệt trị liệu Serotonic giá 1.000 đồng, sale 699 đồng. Nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Made in Italy, 20 năm warranty, giá 7.000, sale 4.499 đồng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời, chỉ 94 đồng một tháng. Từ khi mà
sắm được tấm nệm của Teletron, Nguyễn Ông Nhung được ngủ một giấc ngủ thoải mái hơn, ngủ được rất là sâu và ngủ một mạch tới sáng. Nệm cứng Luxury Lamborghini Italy giá 13.000 bớt 4.000 chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Mạnh Quỳnh xin giới thiệu với quý vị chiếc ghế Singa thì Mạnh Quỳnh rất là thích. Mạnh Quỳnh đã order một cái rồi. Thì quý vị biết là mỗi lần đi đâu mà mệt mỏi như thế ngồi cả ngày về, quý vị chỉ nửa tiếng đồng hồ vô máy này là bảo đảm quý vị thấy người mình khỏe rất là thoải mái. Đó, thử nghe Mạnh Quỳnh đi, thử đi. Thì tốt lắm á. Chiếc ghế này được làm tại Nhật, cái hiệu của nó là Singa. Cái ghế này nó rất là chính xác, những cái khớp của mình mỏi như là cái lưng cho tới lên tới vai và cùng cổ, nằm vô đâu là mình chỉnh được cái độ mạnh cũng như là độ nhẹ, và cái lưng của mình ở một cái khoảng nào là mình muốn ở chỗ đó là nó ở chỗ đó quý vị, mà rất rất là đã quý vị ơi. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage Singa JP 3000 làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5G tân tiến nhất, với các chiêu thức kéo giãn gân cốt, xoa bóp vai cổ gáy rất chuẩn xác, bấm huyệt lòng bàn chân rất tuyệt vời. 5 năm warranty giá 14.000, sale 9.999 đồng chỉ 209 đồng một tháng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Chính phải thấy họ cũng đã sử dụng những sản phẩm của Teletron, từ sofa cho tới chiếc ghế massage và cả chiếc máy lắc lư cũng đều là từ Teletron. Máy lọc nước K8 Kangen Made in Japan cho nước uống tinh khiết, giúp tẩy trừ độc tố, tăng cường kháng thể, bảo vệ sức khỏe, chỉ 3.50 đồng một ngày, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Và máy lọc nước tắm khoáng Kangen Made in Japan giúp cho da dẻ láng trơn, chống lão hóa da, chống rụng tóc, chỉ 2 đồng một ngày. Như Quỳnh đã có được chiếc ghế của Teletron, giống như là có 6 người đang mạch xa cho mình từ đầu tới chân tới bắt tay luôn, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nói là tuyệt vời. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 17.000 đồng Modo 2024 làm tại Nhật, được mệnh danh là The Best Luxury Medical Chair, hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, sản xuất theo tiêu chuẩn xe Ferrari, được giám định bởi Ken Okuyama, tặng máy rung tán mỡ giảm cân Dr. Fuji trị giá 5.000 đô la. Và Ngọc Huyền cũng đã sử dụng và là sở hữu chiếc ghế massage độc nhất vô nhị của công ty Teletron. Phường Quế xin giới thiệu đến quý vị chiếc máy rung tán mỡ giảm cân Dr. Fuji, là máy thể dục trị liệu giúp chúng ta có thân hình thon gọn, một cơ thể khỏe mạnh, giảm bệnh tiểu đường và cao mỡ trong máu mà không phải mất thời gian, chỉ cần 15 phút mỗi ngày. Máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji giá 5.000 bớt 1.000 đồng chỉ 2.80 đồng một ngày. Teletron sell 100% made in Italy. The leather, the foam, the interior, the mechanism, everything is bạn ăn Sofia 100% mấy Italy, sale đến 35% off, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Teletron đặc biệt giới thiệu giường trị liệu massage nhiệt Cerogen Master V6 là hệ thống giường trị liệu mới nhất Made in Korea, đã được FDA Hoa Kỳ chuẩn nhận là medical device với 4 certificates riêng biệt. Thứ nhất, giúp giảm đau nhức cơ bắp. Thứ hai, giúp giảm đau khớp, phòng ngừa và trị liệu phong tê thấp. Thứ ba, giúp máu huyết lưu thông tuần hoàn được tốt hơn. Và thứ tư, giúp cơ thể được thư giãn, tiêu tan mỏi mệt. Nét độc đáo của giường trị liệu massage nhiệt Master V6 là dùng hệ thống con lăn bằng đá nóng infrared với nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 100 độ F lên đến 149 độ F để hâm nóng và dò tìm huyệt đạo một cách chính xác, kéo giãn cuộc sống một cách dịu dàng, ấm áp, giải thoát sự chèn ép các dây thần kinh, nhất là các dây thần kinh cuộc sống cổ, xoa nắng nhẹ nhàng, giúp giảm đau nhức nơi cổ, vai, ngăn ngừa và trị liệu đau tê tay. Đồng thời, hệ thống con lăn bằng đá nóng infrared còn xoa dịu vùng thắt lưng và thần kinh tọa, giúp giảm nguy cơ thoát vị đĩa đệm và phục hồi việc đi đứng được vững vàng ngay ngắn hơn. Đặc biệt, giường trị liệu massage nhiệt Cerogen Master V6 có chức năng châm cứu nhiệt Thermo Acupressure trực tiếp lên các huyệt đạo, giúp toàn thân được nhẹ nhàng sảng khoái, làm cho quá trình trị liệu được tốt hơn. Giường trị liệu massage nhiệt Cerogen Master V6 còn có bộ phận xoa bóp chân cẳng và bàn chân bằng khí nén rất nhẹ nhàng và thoải mái, giúp trợ lực cho việc đi đứng, cùng với bộ phận massage vùng bụng bằng hơi nóng rất dễ chịu, làm tiêu giảm mỡ và nâng cơ bụng, làm cho thân hình thon gọn. Giường trị liệu massage nhiệt Master V6 sale 5.999 đồng trả góp không tiền lời. Kính mời quý đồng hương ghé đến Teletron để nằm thử, trải nghiệm và trị liệu hoàn toàn miễn phí. Nè, nói nghe nè, đây là cơ hội để chúng ta mua sắm những hàng hóa tiêu dùng cần thiết trong đời sống của mình để giữ gìn sức khỏe của mình. Nhớ nha quý vị và các bạn, hãy đến với Teletron trong chương trình lần này. Hãy cùng chung vui với các ca nghệ sĩ trong nhạc hội Hoa Anh Đào vô cùng đặc sắc, hoàn toàn miễn phí trong suốt 3 ngày, 30 tháng 3, 31 tháng 3 và 1 tháng 4. Teletron Eden Center, Washington DC, 703-237-8999, 703-237-8999. Trang nhà teletronusa.com. Teletron là một khám phá tuyệt vời nhất của chúng mình hôm nay. Yeah!
Hồng Đào xin mời quý vị ghé đến công ty điện tử Teletron để sắm sửa nha. Mau mau lên nào, mình la lên xe nè, chở ông bà, bố mẹ ghé đến Teletron. Mình vừa mua sắm, lại còn được xem một chương trình văn nghệ đặc sắc nữa. Hồng Đào trân trọng kính mời. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội Hoa Đà hoàn toàn miễn phí được tổ chức tại Teletron Event Center, Washington, D.C. Trong suốt 3 ngày, thứ Bảy 30 tháng 3, Chủ nhật 31 tháng 3 và thứ Hai 1 tháng 4, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng. Mạnh Quỳnh, Hoàng Nhung, Trịnh Lâm, Nguyễn Hồng Nhung, Andy Quách, Hồ Lệ Thu, Thiên Tùng, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Gia Huy, Hoàng Nhất, Tấn Quỳnh, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Văn Châu, Anh Dũng, Ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội, Cao Hồng Sâm 6 tuổi, cô đặt 4 lọ Made in Korea, sale chỉ 75 đồng, đồ cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Hương Thủy chào tất cả quý vị. Như trẻ như quý vị là em tin tưởng Teletron là tại vì em cũng xài nhiều từ đồ gia dụng trong nhà cũng như là những cái ghế nệm hay là cái ghế mặt xa đó, thì cho nên là em đã tin tưởng rồi đó. Thì mình đi shopping ở đâu chi nữa, miễn mình thiếu cái gì thì mình mua của Teletron, vừa tin tưởng và cũng vừa ủng hộ người Việt Nam của mình. Hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tại Teletron trong chương trình The Best for Less, những sản phẩm tốt nhất được bán với giá rẻ nhất. Ghế massage Koyo Made in Japan 3 năm warranty giá 8.000, sale 5.999 đồng. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Platinum MD Made in Korea do đại tử Lee Minho Hàn Quốc giới thiệu, giá 2.800, sale 1.899 đồng. Nón mọc tóc Made in Korea giá 2.500, sale 1.599 đồng. Ghế massage Shinka JP 1100 Made in Japan 5 năm warranty giá 10.000, sale 7.999 đồng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà cũng như tất cả những anh chị em nghệ sĩ sẽ mong tất cả quý vị chúng ta cùng nhau xem những sản phẩm mới của công ty Teletron với những chương trình giảm giá rất là đặc biệt. Nệm cứng chống đau lưng Virtuoso Allegan của hãng Magniflex 100% Made in Italy, làm từ lông cừu, lông lạc đà và các chất liệu thiên nhiên, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, 20 năm warranty giá 9.000 bớt 3.000 đồng. Thảm đá nhiệt trị liệu Serotonic giá 1.000 đồng, sale 699 đồng. Nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Made in Italy, 20 năm warranty giá 7.000, sale 4.499 đồng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời, chỉ 94 đồng một tháng. Từ khi mà sắm được tấm nệm của Teletron, Nguyễn Hồng Nhung được ngủ một giấc ngủ thoải mái hơn, ngủ được rất là sâu và ngủ một mạch tới sáng. Nệm cứng Luxury Lamborghini Italy giá 13.000 bớt 4.000, chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Mạnh Quỳnh xin giới thiệu với quý vị chiếc ghế Shinka, thì Mạnh Quỳnh rất là thích. Mạnh Quỳnh đã order một cái rồi, thì quý vị biết là mỗi lần đi đâu mệt mỏi như thế ngồi cả ngày, về quý vị chỉ nửa tiếng hồi vô máy này là bảo đảm quý vị thấy người mình khỏe rất là thoải mái. Thử đi nghe mình đi, thử đi, tốt lắm á. Chiếc ghế này được làm tại Nhật, cái hiệu của nó là Shinka. Cái ghế này nó rất là chính xác. Những cái khớp của mình mỏi như là cái lưng cho tới lên tới vai và phần cổ, nằm vô đâu là mình chỉnh được cái độ mạnh cũng như là độ nhẹ, và cái lưng của mình ở một cái khoảng nào là mình muốn ở chỗ đó là nó ở chỗ đó quý vị. Mà rất rất là đã quý vị ơi. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage Shinka JP 3000 làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5G tân tiến nhất, với các chiêu thức kéo giãn gân cốt, xoa bóp vai cổ gáy rất chuẩn xác, bấm huyệt lòng bàn chân rất tuyệt vời. 5 năm warranty giá 14.000, sale 9.999 đồng, chỉ 209 đồng một tháng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Chính bản thân họ cũng đã sử dụng những sản phẩm của Teletron, từ sofa cho tới chiếc ghế massage và cả chiếc máy lắc lu cũng đều là từ Teletron. Máy lọc nước K8 Kangen Made in Japan cho nước uống tinh khiết, giúp tẩy trừ độc tố, tăng cường kháng thể, bảo vệ sức khỏe, chỉ 3.50 đồng một ngày, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Và máy lọc nước tắm khoáng Kangen Made in Japan giúp cho da dẻ láng trơn, chống lão hóa da, chống rụng tóc, chỉ 2 đồng một ngày. Như Quỳnh đã có được chiếc ghế của Teletron giống như là có 6 người đang mặt xa cho mình từ đầu tới chân tới bắp tay luôn. Rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nói là tuyệt vời. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 17.000 đồng Modo 2024 làm tại Nhật, được mệnh danh là The Best Luxury Medical Chair, hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, sản xuất theo tiêu chuẩn xe Ferrari, được giám định bởi Ken Okuyama, tặng máy rung tăng bộ giảm cân Dr. Fuji trị giá 5.000 đô la. Và Ngọc Huyền cũng đã sử dụng và là sở hữu chiếc ghế massage độc nhất vô nhị của công ty Teletron. Thường Quế xin giới thiệu đến quý vị chiếc máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji, là máy thể dục trị liệu giúp chúng ta có thân hình thon gọn, một cơ thể khỏe mạnh, giảm bệnh tiểu đường và cao mỡ trong máu mà không phải mất thời gian
chỉ cần 15 phút mỗi ngày. Máy trung tâm mở giảm cân Dr. Fuji giá 5.000 bớt 1.000 đồng, chỉ 2.80 đồng một ngày. Teletron sell 100% made in Italy. The leather, the foam, the interior, the mechanism, everything is in Italy. Bạn ăn Sofia 100% made in Italy, sale đến 35% off, trả góp 4 năm không đào không tiền lời. Teletron đặc biệt giới thiệu giường trị liệu massage nhiệt Ceragem Master V6 là hệ thống giường trị liệu mới nhất made in Korea, đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là medical device với 4 certificates riêng biệt. Thứ nhất, giúp giảm đau nhức cơ bắp. Thứ hai, giúp giảm đau khớp, phòng ngừa và trị liệu phong tê thấp. Thứ ba, giúp máu huyết lưu thông tuần hoàn được tốt hơn. Và thứ tư, giúp cơ thể được thư giãn, tiêu tan mỏi mệt. Nét độc đáo của giường trị liệu massage nhiệt Master V6 là dùng hệ thống con lăn bằng đá nóng infrared với nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 100 độ F lên đến 149 độ F để hâm nóng và dò tìm huyệt đạo một cách chính xác, kéo giãn cuộc sống một cách dịu dàng, ấm áp, giải thoát sự chèn ép các dây thần kinh, nhất là các dây thần kinh cuộc sống cổ. Xoa nắng nhẹ nhàng, giúp giảm đau nhức nơi cổ, vai, ngăn ngừa và trị liệu đau tê tay. Đồng thời, hệ thống con lăn bằng đá nóng infrared còn xoa dịu vùng thắt lưng và thần kinh tọa, giúp giảm nguy cơ thoát vị đĩa đệm và phục hồi việc đi đứng được vững vàng ngay ngắn hơn. Đặc biệt, giường trị liệu massage nhiệt Ceragem Master V6 có chức năng châm cứu nhiệt Thermo Acupressure trực tiếp lên các huyệt đạo, giúp toàn thân được nhẹ nhàng sảng khoái, làm cho quá trình trị liệu được tốt hơn. Giường trị liệu massage nhiệt Ceragem Master V6 còn có bộ phận xoa bóp chân cẳng và bàn chân bằng khí nén, rất nhẹ nhàng và thoải mái, giúp trợ lực cho việc đi đứng, cùng với bộ phận massage vùng bụng bằng hơi nóng, rất dễ chịu, làm tiêu giảm mỡ và nâng cơ bụng, làm cho thân hình thon gọn. Giường trị liệu massage nhiệt Master V6 sale 5.999 đồng, trả góp không tiền lời. Kính mời quý đồng hương ghé đến Teletron để nằm thử, trải nghiệm và trị liệu hoàn toàn miễn phí. Nè, nói nghe nè. Đây là cơ hội để chúng ta mua sắm những hàng hóa tiêu dùng cần thiết trong đời sống của mình để giữ gìn sức khỏe của mình. Nhớ nha quý vị và các bạn, hãy đến với Teletron trong chương trình lần này. Hãy cùng chung vui với các ca nghệ sĩ trong nhạc hội Hoa Anh Đào vô cùng đặc sắc, hoàn toàn miễn phí trong suốt 3 ngày 30 tháng 3, 31 tháng 3 và 1 tháng 4. Teletron Eden Center, Washington DC 703-237-8999 703-237-8999 trang nhà teletronusa.com. Teletron là một khám phá tuyệt vời nhất của chúng mình hôm nay. Yeah. Hồng Đào xin mời quý vị ghé đến công ty điện tử Teletron để sắm sửa nha. Mau mau lên nào, mình đang lên xe nè, chở ông bà, bố mẹ ghé đến Teletron. Mình vừa mua sắm lại còn được xem một chương trình văn nghệ đặc sắc nữa. Hồng Đào trân trọng kính mời. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội Hoa Anh Đào hoàn toàn miễn phí được tổ chức tại Teletron Event Center, Washington DC. Trong suốt 3 ngày, thứ Bảy 30 tháng 3, Chủ nhật 31 tháng 3 và thứ Hai 1 tháng 4, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Hoàng Nhung, Trịnh Lâm, Nguyễn Hồng Nhung, Andy Quách, Hồ Lệ Thu, Thiên Tôn, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Gia Huy, Hoàng Nhất, Tuấn Quỳnh, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Băng Châu, Anh Dũng, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội, Cao Hồng Sâm 6 tuổi, cô đặt 4 lọ Made in Korea, sale chỉ 75 đồng, đồ cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Hương Thủy chào tất cả quý vị. Chia sẻ với quý vị là em tin tưởng Teletron là tại vì em cũng xài nhiều từ đồ gia dụng trong nhà cũng như là những cái ghế nệm hay là cái ghế massage đó, thì cho nên là em đã tin tưởng rồi đó. Thì mình đi shopping ở đâu chi nữa, miễn mình thiếu cái gì thì mình mua của Teletron. Vừa tin tưởng và cũng vừa ủng hộ người Việt Nam của mình. Hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tại Teletron trong chương trình The Best for Less, những sản phẩm tốt nhất được bán với giá rẻ nhất. Ghế massage Koyo Made in Japan 3 năm warranty giá 8.000, sale 5.999 đồng. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Platinum MD Made in Korea do tài tử Lee Min Ho Hàn Quốc giới thiệu, giá 2.800, sale 1.899 đồng. Nón mọc tóc Made in Korea giá 2.500, sale 1.599 đồng. Ghế massage Shinka JP 1100 Made in Japan 5 năm warranty giá 10.000, sale 7.999 đồng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Ngọc Nữ và Châu Ngọc Hà cũng như tất cả những anh chị em nghệ sĩ sẽ mong tất cả quý vị chúng ta cùng nhau xem những sản phẩm mới của công ty Teletron với những chương trình giảm giá rất là đặc biệt. Nệm cứng chống đau lưng Virtuoso Elegant của hãng Magniflex 100% Made in Italy, làm từ lông cừu, lông lạc đà và các chất liệu thiên nhiên, mùa
đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, 20 năm warranty, giá 9.000 bớt 3.000 đồng. Thảm đá nhiệt trị liệu Serotonic giá 1.000 đồng, sale 699 đồng. Nệm cứng chống đau lưng Amante 100% made in Italy, 20 năm warranty, giá 7.000, sale 4.499 đồng. Trả góp 4 năm không đau, không tiền lời, chỉ 94 đồng một tháng. Từ khi mà sắm được tấm nệm của Teletron, Nguyễn Ông Nhung được ngủ một giấc ngủ thoải mái hơn, ngủ được rất là sâu và ngủ một mạch tới sáng. Nệm cứng Luxury Lamborghini Italy giá 13.000 bớt 4.000, chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Mình Quỳnh xin giới thiệu với quý vị chiếc ghế Singa, thì mình Quỳnh rất là thích. Mình Quỳnh đã order một cái rồi, thì quý vị biết là mỗi lần mình đi đâu mà mỏi như thế mỏi cả ngày, về xui thì nửa tiếng đồng hồ vô máy này là bảo đảm quý vị thấy người mình khỏe rất là thoải mái. Không, thử nghe rồi mình đi, thử đi, tốt lắm á. Chiếc ghế này được làm tại Nhật, cái hiệu của nó là Singa. Cái ghế này nó rất là chính xác. Những cái khớp của mình mỏi như là cái lưng cho tới lên tới vai và phần cổ, nằm vô đâu là mình chỉnh được cái độ mạnh cũng như là độ nhẹ, và cái lưng của mình ở một cái khoảng nào là mình muốn ở chỗ đó là nó ở chỗ đó quý vị. Mà rất rất là đã quý vị ơi. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage Singa JP 3000 làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5G tân tiến nhất, với các chiêu thức kéo giãn gân cốt, xoa bóp vai cổ gáy rất chuẩn xác, bấm huyệt lòng bàn chân rất tuyệt vời. 5 năm warranty giá 14.000, sale 9.999 đồng, chỉ 209 đồng một tháng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Chính bản thân họ cũng đã sử dụng những sản phẩm của Teletron, từ sofa cho tới chiếc ghế massage và cả chiếc máy lắc lu cũng đều là từ Teletron. Máy lọc nước K8 Kangen Made in Japan cho nước uống tinh khiết, giúp tẩy trừ độc tố, tăng cường kháng thể, bảo vệ sức khỏe, chỉ 3.50 đồng một ngày, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Và máy lọc nước tắm khoáng Kangen Made in Japan giúp cho da dẻ láng trơn, chống lão hóa da, chống rụng tóc, chỉ 2 đồng một ngày. Như Quỳnh đã có được chiếc ghế của Teletron giống như là có 6 người đang mặt xa cho mình từ đầu tới chân tới bắt tay luôn, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nói là tuyệt vời. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 17.000 đồng Bodo 2024 làm tại Nhật, được mệnh danh là the best luxury medical chair, hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, sản xuất theo tiêu chuẩn xe Ferrari, được giám định bởi Ken Okuyama, tặng máy rung tán mỡ giảm cân Dr. Fuji trị giá 5.000 đô la. Và Ngọc Huyền cũng đã sử dụng và là sở hữu chiếc ghế massage độc nhất vô nhị của công ty Teletron. Phường Quế xin giới thiệu đến quý vị chiếc máy rung tán mỡ giảm cân Dr. Fuji, là máy thể dục trị liệu giúp chúng ta có thân hình thon gọn, một cơ thể khỏe mạnh, giảm bệnh tiểu đường và cao mỡ trong máu mà không phải mất thời gian, chỉ cần 15 phút mỗi ngày. Máy trung tâm mỡ giảm cân Dr. Fuji giá 5.000 bớt 1.000 đồng, chỉ 2.80 đồng một ngày. Teletron sell 100% made in Italy. The leather, the foam, the interior, the mechanism, everything is bạn ăn Sofia 100% made in Italy, sale đến 35% off, trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Teletron đặc biệt giới thiệu giường trị liệu massage nhiệt Cerogen Master V6 là hệ thống giường trị liệu mới nhất made in Korea, đã được FDA Hoa Kỳ chuẩn nhận là medical device với 4 certificates riêng biệt. Thứ nhất, giúp giảm đau nhức cơ bắp. Thứ hai, giúp giảm đau khớp, phòng ngừa và trị liệu phong tê thấp. Thứ ba, giúp máu huyết lưu thông tuần hoàn được tốt hơn. Và thứ tư, giúp cơ thể được thư giãn, tiêu tan mỏi mệt. Nét độc đáo của giường trị liệu massage nhiệt Master V6 là dùng hệ thống con lăn bằng đá nóng infrared với nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 100 độ F lên đến 149 độ F để hâm nóng và dò tìm huyệt đạo một cách chính xác, kéo giãn cuộc sống một cách dịu dàng, ấm áp, giải thoát sự chèn ép các dây thần kinh, nhất là các dây thần kinh cuộc sống cổ, xoa nắng nhẹ nhàng, giúp giảm đau nhức nơi cổ, vai, ngăn ngừa và trị liệu đau tê tay. Đồng thời, hệ thống con lăn bằng đá nóng infrared còn xoa dịu vùng thắt lưng và thần kinh tọa, giúp giảm nguy cơ thoát vị đĩa đệm và phục hồi việc đi đứng được vững vàng ngay ngắn hơn. Đặc biệt, giường trị liệu massage nhiệt Cerogen Master V6 có chức năng châm cứu nhiệt Thermo Acupressure trực tiếp lên các huyệt đạo, giúp toàn thân được nhẹ nhàng sảng khoái, làm cho quá trình trị liệu được tốt hơn. Giường trị liệu massage nhiệt Cerogen Master V6 còn có bộ phận xoa bóp chân cẳng và bàn chân bằng khí nén rất nhẹ nhàng và thoải mái, giúp trợ lực cho việc đi đứng, cùng với bộ phận massage vùng bụng bằng hơi nóng rất dễ chịu, làm tiêu giảm mỡ và nâng cơ bụng, làm cho thân hình thon gọn. Giường trị liệu massage nhiệt Master V6 sale 5.999 đồng, trả góp không tiền lời. Kính mời quý đồng hương ghé đến Teletron để nằm thử, trải nghiệm và trị liệu hoàn toàn miễn phí. Nè, nói nghe nè, đây là cơ hội để chúng ta mua sắm những hàng hóa tiêu dùng cần thiết trong đời sống của mình để giữ gìn sức khỏe của mình. Nhớ nha quý vị và các bạn,
hãy đến với Teletron trong chương trình lần này. Hãy cùng chung vui với các ca nghệ sĩ trong nhạc hội Hoa Anh Đào vô cùng đặc sắc, hoàn toàn miễn phí trong suốt 3 ngày, 30 tháng 3, 31 tháng 3 và 1 tháng 4. Teletron Eden Center, Washington DC, 703-237-8999, 703-237-8999. Căn nhà teletronusa.com. Teletron là một khám phá tuyệt vời nhất của chúng mình hôm nay. Yeah! Hồng Đào xin mời quý vị ghé đến công ty điện tử Teletron để sắm sửa nha. Mau mau lên nào, mình la lên xe nè, chở ông bà, bố mẹ ghé đến Teletron. Mình vừa mua sắm, lại còn được xem một chương trình văn nghệ đặc sắc nữa. Hồng Đào trân trọng kính mời. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội Hoa Anh Đào hoàn toàn miễn phí được tổ chức tại Teletron Eden Center, Washington DC. Trong suốt 3 ngày, thứ Bảy 30 tháng 3, Chủ nhật 31 tháng 3 và thứ Hai 1 tháng 4, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Hoàng Nhung, Trịnh Lâm, Nguyễn Hồng Nhung, Andy Quách, Hồ Lệ Thu, Thiên Tôn, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Gia Huy, Hoàng Nhất, Tuấn Quỳnh, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Văn Châu, Anh Dũng, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội, Cao Hồng Sâm 6 tuổi, cô đặt bún nọ Made in Korea, sale chỉ 75 đồng, đồ cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại nhà chị 99 đồng. Hương Thủy chào tất cả quý vị. Chia sẻ như quý vị là em tin tưởng Teletron mà tại chị em cũng xài nhiều từ đồ gia dụng trong nhà cũng như là những cái ghế nệm hay là cái ghế massage đó, thì cho nên là em đã tin tưởng rồi đó. Thì mình đi shopping ở đâu chi nữa, miễn mình thiếu cái gì thì mình mua của Teletron, vừa tin tưởng và cũng vừa ủng hộ người Việt Nam của mình. Hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tại Teletron trong chương trình The Best for Less, những sản phẩm tốt nhất được bán với giá rẻ nhất. Kiếm massage Koyo Made in Japan 3 năm warranty, giá 8.000, sale 5.999 đồng. Mặt nả trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Platinum MD Made in Korea do tài tử Lee Min Ho Hàn Quốc giới thiệu, giá 2.800, sale 1.899 đồng. Nón mọc tóc Made in Korea, giá 2.500, sale 1.599 đồng. Ghế massage Shinka JP 1100 Made in Japan 5 năm warranty, giá 10.000, sale 7.999 đồng. Trả góp 4 năm không đau không tiền lời. Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà cũng như tất cả những anh chị em nghệ sĩ sẽ mong tất cả quý vị chúng ta cùng nhau xem những sản phẩm mới của công ty Teletron với những chương trình giảm giá rất là đặc biệt. Nệm cứng chống đau lưng Virtuoso Allegan của hãng Magniflex 100% Made in Italy, làm từ lông cừu, lông lạc đà và các chất liệu thiên nhiên, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, 20 năm warranty, giá 9.000, bớt 3.000 đồng. Thảm đá nhiệt trị liệu Serotonic, giá 1.000 đồng, sale 699 đồng. Nệm cứng. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục ngồi theo dõi chương trình của Teletron. Bây giờ thì nắng lên rồi đó. Chắc có lẽ là nãy giờ thấy mình ngồi ở đây lạnh quá. Ông trời thương gửi đến một chút nắng, trời có vẻ ấm áp hơn rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Điều này thì làm cho chúng ta ngồi ấm áp như vậy xem nhà nó thích thú hơn, có phải không ạ? Thưa quý bác. Cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều các bác, các anh chị vẫn còn tiếp tục ngồi ở đây, ở phía bên kia nữa. Không biết là hai anh Nghĩa đâu rồi, anh Trung Nghĩa với anh Nghĩa Sữa ơi. Chắc là chúng ta trở lại. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của tháng 3. Và mùa này là cái mùa đẹp nhất của Washington DC. Cái vé máy bay mà tất cả anh chị em nghệ sĩ trong những ngày này mà đi mua vé đến DC đó, nó mắc hơn thường lệ, mắc cả gấp rưỡi. Nhưng mà với cái quyết định của Teletron làm đúng cái mùa này để mang đến quý vị những cái chương trình đại hạ giá để giúp chúng ta có được những cái món hàng thật là tốt, nhưng cái giá cả phải chăng là một cái sự hy sinh rất là lớn của Teletron. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị một lần nữa với những cái việc này để quý chúng ta tiếp tục ủng hộ cho Teletron trong những ngày sắp tới. Anh Dũng trở lại với cái thời tiết của cuối tháng 3, cái mùa đẹp của hoa anh đào. Và chắc chắn rằng trong số chúng ta đây cũng có những người nhớ đến là chúng ta đã chuẩn bị bước vào ngày tháng 4 rồi. Có phải không ạ? Chắc là quý vị cũng nhớ đến chúng ta sắp sửa kỷ niệm 49 năm mà chúng ta xa quê hương. Có phải không ạ? Vâng, trong cái không khí mà chúng ta chuẩn bị đón cái ngày 49 năm đó,
chúng ta tưởng niệm để nhớ lại những cái điều mà chúng ta đã trải qua trong suốt một cái thời gian dài. 49 năm không phải là một thời gian ngắn. Từ năm 54 cho đến năm 75, chúng ta chỉ trải qua có 21 năm thôi. Trong khi từ 75 cho đến bây giờ, chúng ta đã trải qua 49 năm rồi. Từ 54 cho đến 75, đó, chúng ta xa quê nhưng mà vẫn ở trong Việt Nam, ở tại quê hương của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta đã xa quê hương và chúng ta đã phải xa xứ, đi lưu biệt, phải đi tha hương, cầu thực như thế này. Nhắc đến những điều này, để anh Dũng muốn gửi đến quý vị một cái bài hát mà có lẽ là chắc chắn chúng ta không thể nào quên được. Và bài hát đó ngày hôm nay sẽ do chính tác giả trình bày để gửi đến chúng ta, thì chắc chắn đây cũng là một cái món quà rất là quý mà tất cả chúng ta đều đang muốn và đang chờ đợi để được nghe. Quý vị có muốn nghe lại cái bài hát kỷ niệm đó không ạ? À? Mà quý vị có muốn, có biết là anh Dũng đang muốn giới thiệu đến ai hay không ạ? À? Ai? Ai? Nó nghe nhỏ quá. Nam Lộc hả? Dạ đúng rồi. Sao hay quá vậy? Dạ vâng, thưa quý vị, anh Nam Lộc sẽ đến đây cùng với chúng ta là vì là rất đông quý vị đã yêu cầu được nghe giọng hát của anh. Còn anh hát bài hát gì đó là của anh. Nhưng mà nãy giờ anh Dũng nói như vậy rồi đó, thì chắc là quý vị cũng đang trông chờ cái bài hát mà chúng ta hằng nhớ, hằng thương và hằng thích cả 49 năm nay rồi. Vâng, anh Nam Lộc. Cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng ơi, chúng ta hôm nay không những nhắc lại kỷ niệm, lại có thêm một cái điều đặc biệt nữa, thưa quý vị. Anh Dũng đấy đúng ạ. Dạ, cảm ơn anh. Tôi viết bài hát này vào năm 1975, khi mà vừa đến trại tị nạn Pendleton. Khi mà xuất trại, anh Dũng à, anh muốn nói cho em một chút là khi mà xuất trại đó, tôi hát bài này lần đầu tiên, cái người đàn bài hát này 49 năm trước, đó là anh Trung Nghĩa. Ngày hôm nay anh em chúng tôi lại gặp nhau. Anh Trung Nghĩa cũng là người năm 1976 đã đàn bài hát này cho chị Khánh Ly thu thanh vào cái cuốn cassette đầu tiên, đó là cuốn Khi Tôi Về. Thành ra hôm nay có một chút kỷ niệm. Cảm ơn anh Dũng đã giới thiệu và cảm ơn quý vị đã cho phép tôi được trình bày lại ca khúc này để chúng ta ngậm ngùi nhớ đến những ngày phải bỏ nước ra đi. Một lần nữa mời quý vị nghe Sài Gòn ơi vĩnh biệt ạ. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hẹn thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sao đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập đôi người. Rồi mùa thu lá đỏ đổ xuống công viên, bóng người còn bước nghiêng nghiêng, hay đang khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sớm quên thời gian, kiếp thà nên thương đau đêm chua cay. Tôi hỏi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi
trở về. Người tình ơi, anh xin giữ cho mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê phố phường và anh sao đi, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Tôi giờ như con thú hoang lạc lạc, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian, kiếp tha hương nếm thương đau nếm chua cay. Tôi gọi tên anh mãi thôi, Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê phố phường và anh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê phố phường và anh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cũng trong không khí này và có thêm hiện diện của anh Hoàng Nghĩa, tôi cũng lại xin tặng hai người bạn mà chúng tôi cũng đã gặp nhau trong chuyến tôi về thăm, tôi cùng anh Webster Elvis Phương về thăm trại của La Vi Đông năm 1987. Anh yêu cầu tôi trình bày lại nhạc phẩm Người Di Tản Buồn. Mời quý vị cùng nghe Người Di Tản Buồn quý vị nhé. Dạ. Chiều nay có một người đôi mắt nhìn xa xa về quê hương rất xa, chợt nghe tên Việt Nam ôi thiên hạ và dưng dưng lệ vương mắt nhạt. Bạn ơi, đó là người gì ta? Anh sợ làm cơ nhau đớn đau. Rồi đi khuya về trong đôi mắt sâu, đời như chưa cho tôi lại một ngày ở nơi nơi thành phố, cho tôi lại một đời giao mới yêu, cho tôi lại
chiều nay có một người gì ta hỏi anh em có ai hay là mất ai còn bao nhiêu thằng sắp qua chiến khu và bao nhiêu trong những lao tù cho tôi chết lại một đời bao đời tôi dừng buồn cũ cho tôi xin lại mơ rừng người yêu nhau cho tôi chết một lần chào bao nhiêu người đã mất chỉ nếu của tôi cho tôi xin lại ngọn đồi ở nơi tôi dừng buồn cũ cho tôi xin lại mơ rừng đời chiến đấu bên nhau cho tôi xin một lần chào tôi xin cho tôi một bên ngàn chiến thương của tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã nhắc lại kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua trên con đường vượt biên gian khổ. Nhưng quý vị đừng quên, chúng ta còn 1.700 đồng bào chúng ta vẫn đang vất vưởng ở Thái Lan. Quý vị nhớ đừng quên họ và hãy cố gắng làm thế nào để quý vị cùng tiếp tay bảo trợ cho họ sang được biến bờ tự do, quý vị nhé. Vâng, và ngày hôm nay quý vị đã biết là Nam Thịnh mà nữ suy, chúng tôi bị hoàn toàn cô lập bởi vì các cô hôm nay đi show và ngày mai thì ngược lại các cô tràn lan ở đây. Quý vị nhìn thấy Mai Lệ Huyền, Nguyễn Hồng Nhung, Lê Uyên, tất cả các nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ có mặt. Ngày hôm nay chúng tôi thậm chí MC, ngày mai cũng lại có cả cô Băng Châu có mặt, trong khi ngày hôm nay hai thằng được dựa làm chung với nhau. Chúng tôi tìm mãi mới được một người nữ mà cô ấy như lại bị cả năn nỉ mãi, nguyên đám mười mấy thằng đàn ông đứng quỳ xuống lạy năn nỉ cô ấy mới chịu hát. Thành mặc dù là cô ấy cảm nhưng mà vì tình cảm quý vị đặc biệt dành cho cô cho nên cô đã cố gắng có mặt ở đây. Đây cũng là một giọng hát, một khuôn mặt mà trước 1975 không một người chiến sĩ nào của Việt Nam Cộng Hòa mà không quên đến người em gái hậu phương 16 tuổi. Cô đã tình nguyện ra tiền đồn để hát cho quân đội, cùng đi với phái đoàn văn nghệ để hát an ủi những người lính cầm súng chiến đấu ở ngoài trận địa. Người nữ ca sĩ được mệnh danh là TV Chi Bảo của Việt Nam trước 1975. Ngày hôm nay cô là ngôi sao nữ duy nhất của chúng tôi. Xin quý vị cùng chúng tôi chào đón nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Hello em.